ក្រុមការងាររបស់យើងឃើញ poster របស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមគាត់ចាប់តាំងពីអ្នកទាំងពីរចូលប្រឡូកការងារសិល្បៈជាដាច់ហើយសម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈុំចន្ទរាឬក៏ហៅថាស្តាចំពោះសំណួរបងគឺខ្ញុំ អញ្ញបានថាខ្ញុំសម្ដែងអានច្រើនហឿងមកគួសមដែរហើយប៉ុន្តែខកថាបើសិនជាលក្ខណៈហឿង 냠เล็งໂດຍຊິແມ່ນພີ່ 3 ເຮືອງອີ່ປន្តែເວນຶ້ຕາຍເຮືອງນີ້ນະຕະມີອารົມຖ້າຈີອໍໂດຍຄະນີ້ປន្តែເວພ្លາຍໄສເຮືອງຄອກຄອກຄະນີ້ປ្លາຍສະປາຍເລື່ອງເລື່ອງຄົນຫມໍບາຂ້ອຍບາສົມສູ່ໂຕກະຍາສະພານໃໝ່ຕາມດອງດາສາກະຍາມີບັດພິສອດໃນການຖອດຂ້າຍພິບຍົນຂອງລະບຽບໄສສະຫຼັ່ງໄສນີ້ຊິຈັນເລື່ອງມະຫາຍປន្តែກະຍານຶ້ຈິດຍົມນີ້ຄືຖ້າກໍເຕີບແຕ່ຖອດເລືອກ
dây tha cứ sợi sợi lạnh sợi bà bắt sắm lắp cái nhà sập hàng máy bình nộp tiền đầy dương sắm đai riêng đặc biệt sợi sợi lạnh sợi đã như vậy bản thác cứ chỉ đặc biệt riêng chỉ ở bà hai sắm lắp đai cứ sắm đai cứ mình men chỉ đai cứ để thợ thợ riêng cần lòng mọc chỉ muốn được kia bản thay tiền sắm lắp ca sắm đai bên ta bị bác trong ca sắm đai rôm kia đại tệ bị pro tha riêng đặc biệt nít tờ ca thợ đặc biệt snat snat switch switch chỉ muốn được kia sắm lắp nhóm hay đang quá chỉ lực tìm mồi ngày giờ ta cứ ເລິກຖອດເຮືອຫມູ່ຄືເລິກທີ 1 ໃຫ້ກໍຈູບຄືເລິກທີ 1ເຕດອັດໃສ່ບ້ານເວຖ້າສາສະໜາໃນຄາງແຂວອີ່ໃຫ້ມັນເຕີມສະກວາຄືໃຫ້ກໍອາເຄດດວົງດວົງເວອາດນັ້ນຮຽງລັງຮຽງຄົນຍົ້ມທ້ອບທອດເຮືອຫມູ່ພະທີເອີນັ້ນເວບ້ານເຊີນເຮືອນະແຕ່ກວດອັດສາຫມອງກໍຕໍາລະເລິກທີ 1 ຍັງໃຫຍ່ຄືເລງຈໍາລາງຈໍາລາງຕາເວຄັນລະບົບຖ້າເປັນພິດສັດສະຫນາຕຶກຄືຕະວິນຕະມາຈັ່ງເຕີກໍເວເລງໂຈຄືໂຈຄືຕາມທໍາມະດາໄວ້ບາດຈໍສໍາລັບກັນຍາຈັນດາໄວ້ມືສີຫາຍອາລົມປະຂອງເຈິງຍັງບໍ່ໄດ້ຈ້າອໍຢູ່ເຕີສໍາລັບການບັງຫາຍຈະໄດ້ກູທໄມຫມູ່ຍົ້ມຊິແລະການຮຶງຊິເອີນັ້ນຍົ້ມອາດຢິບານທາລະສັດຕະວິຊິເລືອກຕະບູບຂອງຍົ້ມອັນຈັ່ງເວມີພິດລຸມບາດໂດຍຊ
ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមានចំណុចខ្លះដែលខ
xong rồi tôi sẽ cái chuẩn vay tha tôi sẽ cái chuẩn vay đồng lại mơ màu nhóm bạn nào mình hai phụ thách là lớn cứ nhóm chị character rồi bỏ riêng chị ở chà hai ai vậy bạn hai chạy nơi không hưởng ní nhóm cứ đa tua on chị sấy lạnh sấy hai cái đa tua chị lại cái nào chị được bộ đó phần tai ở sản phẩm nơi hàng cài vẫn cứ tục ao bóng phôi tôi sẽ cái chuẩn chị đẹp với cha nà để còn ai mặt cái nhà sập hàng mai bà tam đằng tới khơi ta cái nhà sập hàng mai ban sầm đai sai phiệp yon được biệp sấy sành sấy ní chỉ chờ rửa mà hai bà hai còn miên plong kha cứ sầm đai là cái nã speed speed chỉ mùi kia rồi ho tới đó sấy nâng cứ bớt một kia tô tô tạm đong sầm rạp à rom p để dương thọ nâng cái nhà sập hàng mai miên à rom chẳng mạch đại sầm rạp à plong speed được biệp ba kia một hay là một nâng nhâm vậy men à đó bật vào nhâm nhâm mía đó ha và vạ lê để sai ấy hai chị mình xét đại cô tham ai tiệt đại cô cha vì ai nâng là việc ở dây hiển so mình khi niệm ăn khạc ta đại cô tham ai nhâm mía đó tha bị phục lộ nó tham ai sập đập nhâm khạc ngay giờ nhâm mía đó tha yên thế tới bây bị yên thấy mía đó tha đôi đôi nơi ở toàn hiển chiếm châu thế đó lấp lo thằng mình đang sao nó việc toàn ập châu cái này chẳng nghe à đó mía nơi giờ nơi mình ca song sai hình hình luôn tại đập bay yu tới à đóng song sai đây miến bia tới chỉ thật na với kia mình pay gặp pay yên gặp yên thấy à đóng xin nó cứ bia ca à đóng mới cứ pay hết yên mỏng mía đó ha ba tập mơ bắt đầu đo bia đại thử thao kia thật na chẳng mía đóng ha đo pay mỏng đang đã chơi tụt tặng nhức nhom đo plong thao mà đo cứ ắt khó bị quật màn đi yên cả yên hay pay cả pay ó có nâng ấy có than nâng ấy có nhưng mà rõ hai hiện play đây chẳng nó phụ dương chỉ tu on đại dương thời từ flirt cái môn thời từ thao cái môn anh chẳng nó dương chỉ nè phải hay ở giờ đây nó không hiểu được nhưng còn phong tài lên ní
comment nói đó là việc thế công nhân plang đã thật nè em là hai em vậy tới phải em khăng mà phải là bây giờ làm thế bây giờ làm thế chẳng ai chỉ vật tật thuật ai vì em là hai em định chăng nghe việc khơi hay bây giờ làm thế chẳng ai tua sấy không hướng chân đi đang mở chẳng ai chỉ vật tật có biết em là hai em chẳng này chẳng này cô nhóm hay từng nhóm cứ chia riêng lên khăng mình tên được không hướng đi cứ chia riêng sụn đại làm bay ở sẽ hướng vì yeah, the time script I read the best time script ចឹងដែរចាតម្រាំតែថតចោលបានម៉ាស៊ីនមកផ្លង់មកផ្លង់វាហៀងពិបាកដែរដែលសារតែយើងត្រូវថើបគ្នាដដែល4 5ដងតែត្រូវមកផ្លង់វាថាមកផ្លង់ហើយនឹងផ្លង់ទៀតត្រូវយកអាចងាយអាចិតហើយចិតមែនតែនឲ្យជាប់គ្នាហ្មងវាឆឹងឆឹងដើម្បីមកទៅចោលមកផ្លង់មកផ្លង់វាហៀងត្រូវចំណាយការការឲ្យគេថើបច្រើនបាទខ្ញុំបានសូមត្រឡប់មកសំណួរមកកាន់កញ្ញាចន្ទរាវិញឃើញថាខ្សែភាពយន្តលើកដំបូងប៉ុន្តែគឺបានលេងជាតួអង្គប្រុសបាទឃើញថាបានថើបជាមួយនឹងកញ្ញាសុផាន់ម៉ៃនឹងច្រើនស៊ីនច្រើនប្លង់ខ្លាំងមែនតើសំណួរមួយហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្របាខ្ញុំនឹងថាគាត់ជាស្រីស្អាតខ្ញុំគាត់ស្អីស្អាតប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ពិតហ្មងដោយសារតែជាលើកទី1ដែលខ្ញុំថតរឿង GL អញ្ចឹងពីមុនណាខ្ញុំដើរតួជាតួអង្គស្រីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានស៊ីនថើបក៏មានតិចខ្លាំងមែនតើអត់សមមានហ្មងសឹងមករឿងមានតែម៉ាស៊ីនអីវ៉ានេះអញ្ចឹងទៅហើយយើងជាតួអង្គស្រីអញ្ចឹងទៅអត់ដែរទៅថើបគេមុនតែពេលរឿងនេះយើងដើរតួអង្គជាបុរសហើយយើងត្រូវទៅថើបតួអង្គស្រីមុនវាពិបាកដែរដូចជាមានសើមានអីចឹងណាតែបងអ្នកដឹកគាត់ជួយប្រាប់យើងអីបើថៃទៅក៏ការសម្ដែងវាអាចរលូនទៅមុខបានចា៎បាទខ្ញុំអត់ដែរប្រកាន់ទេមិនថាជីវិតប៉ិតឬមើលក៏ក្នុងកុនសម្រាប់ director ខាងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មគាត់ដាក់រឿងមកឲ្យខ្ញុំអត់ប្រកាន់ថាអូអត់ចង់ថតទេរឿងស្រីឆ្លាញ់ស្រីញឹកញាប់ពេករឿងផុសឆ្លាញ់ស្រីអីញឹកញាប់ពេកអត់ប្រកាន់ទេឲ្យតែល្អគឺខ្ញុំលេងទាំងអស់ខ្ញុំអបការថាស្រីស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងមិនចង់លេងទេខ្លាចខូចខាតកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្លាចប៉ាម៉ាក់អីខ្ញុំអត់មានប្រកាន់រឿងហ្នឹងទេខ្ញុំសពេញចិត្តនឹងលេងពេញចិត្តនឹងទទួលយកហើយសម្រាប់ជីវិតឯកជនវិញគឺខ្ញុំអបការដែរចង់មកនេថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ប្រកាន់ថាតើតែមនុស្សប្រុសបាទខ្ញុំយកតើតែមនុស្សស្រីបាទខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់ទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចាំមើលចរិតអ្នកនឹងសិនខ្ញុំអត់ប្រកាន់ថាស្រីឬមកប្រុសឯងឲ្យតែខ្ញុំពេញចិត្តឲ្យចរិតគេល្អគេអាចផ្ដល់ទិភមង្គលជាពលិព្រះអាទិត្យមើលថែឆ្លាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំឆ្លាញ់គ្រួសារខ្ញុំមើលទៅអាចនិយាយបានថាគេជាមនុស្សល្អមិនខ្វះថាស្រីឬមួយក៏ប្រុសខ្ញុំទទួលយកបែនតែចាំមើលចរិតគេនិយាយទៅយើងមិនអាចកំណត់វាសនាពេលវេលាអីយើងបែនទេកន្លោចែកដល់ទៅពេលវេលាទៅមុខទៅមានមនុស្សប្រុសដែលគេល្អមួយយើងយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តទទួលហើយបើសិនជាចែកដល់មានមនុស្សស្រីដែលគេល្អមួយយើងដែលយើងអាចទទួលយកបានយើងក៏ទទួលនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់តានឃើញនិយាយពេលហ្នឹងទេចាំដល់ពេលហ្នឹងសិនថើខនតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអបការស្រីឬមួយក៏ប្រុសឲ្យតែអ្នកនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់គេល្អមកខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំអាចផ្ដល់អនាគតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាពលិព្រះអាទិត្យសម្រាប់ខ្ញុំផ្លូវជីវិតខ្ញុំមែនគឺខ្ញុំទទួលយកគេបាទសម្រាប់កញ្ញាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមុននឹងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ដែងឲ្យមានប្រតិកម្មផ្សេងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នតែម្ដងគឺខ្ញុំជាតួកងត្រាផ្ដាច់មុខរបស់ខាងសាស្ត្រាហ្វៀមអញ្ចឹងខ្ញុំសម្ដែងនៅក្នុងសាស្ត្រាហ្វៀមតែម្ដងប្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានកងត្រាឲ្យខាងសាស្ត្រាហ្វៀមហើយបានកងត្រារៀងយូរដែរគាត់ប្រាប់ភាពកក់ក្ដៅដូចនិយាយទៅគាត់ធ្វើដូចជាមលុបជាទៀះមួយឲ្យយើងជ្រោកដល់មានភាពកក់ក្ដៅរៀបថាប្រចាំឲ្យភ័យខ្លាចភ្លៀងខ្ជុះរងាអត់ឃ្លានគ្មានអីហូបទេនិយាយទៅគឺគាត់ធ្វើជាមលុបដល់តាជាឲ្យយើងវាអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលយើងចង់នៅជាកូនចៅជាគ្រួសាររបស់គាត់